Lột trên không dầu Lightshell đun tuyết 8 lít, hàng nhập khẩu nguyên chiếc loại 1, có mặt kính tay đảo, chiên nướng vừa bằng con gà. Sáng ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 1 đầu tháng 8 âm lịch, gửi về cho bạn Kim Anh ở tổ 5 phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Và chiếc nồi này nhà mình bảo hành cho bạn 12 tháng, lỗi nhà sản xuất 1 đổi 1. Thì như thông lệ, trước khi gửi đi thì mình sẽ kiểm tra lại tất cả các chức năng của nồi. Đèn đã lên này. Hàng nhập khẩu thì nhìn nó sẽ bóng bẩy, đèn rất thật sáng. Đèn đã lên này, thanh đảo đã chạy. Quạt đối lưu gió đã chạy này. Phía trong lòng nồi chống dính ok này. Đáy đảo này thường thường thì mình sẽ tháo nó ra và chỉ dùng khi nào lắp vào. Hay vỉ chống dính. Và khi lắp vào thì mình chỉ gá thôi, không nên vặn chặt. Tay cầm của song thì chúng ta có cái nút, ta kéo xuống. Và khi tất cả mọi chức năng đã kiểm tra ok thì ngoài tem phiếu bảo hành chính hãng ra, nhà mình sẽ có thêm một cái tem phiếu bảo hành mực đỏ, viết tay, có ký tên và dán trực tiếp trên sản phẩm. Một cái tem phiếu có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại. 3 tem phiếu bảo hành để khẳng định uy tín chất lượng của nhà mình so với các cái sản phẩm cùng hình thức mẫu mã trên thị trường. Vì hiện nay trên thị trường có hàng lắp ráp, hàng nhái, hàng giả, hàng rẻ tiền, ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu. Hàng nhập khẩu loại 1 của nó rất là bóng bẩy, nó sáng, bê chắc tay, lặng, chạy rất là êm. Trong mùa dịch khó khăn này, nhà mình phi ship toàn quốc. Mọi người đặt hàng để lại địa chỉ, số điện thoại. Nhận hàng được kiểm tra, bật lên, chạy thử. Nếu người nhà mình có ai làm trong nghề điện tử, điện lạnh, hoặc hàng xóm đang giềng có ai làm thợ, có thể nhờ họ kiểm tra thẩm định sản phẩm. Nếu phát hiện hàng nhà mình gửi là hàng lắp ráp, hàng nhái, hàng rẻ, không đúng như mình cam kết, mình chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường 1 nhân đôi giá trị sản phẩm hoặc tặng free sản phẩm cho nhà mình. Nếu mọi người phát hiện là hàng giả, hàng nhái, hàng lắp ráp, luôn luôn cam kết khẳng định uy tín chất lượng. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành Được, địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội, điện thoại 0949873111. Mọi chi tiết thắc mắc xin gửi về hòm thư điện tử email thanhduoc2807 1992a@gmail.com.